Và thưa tất cả quý vị, đây là chiếc vương miện theo như lời của đơn vị tài trợ. Họ nói rằng chiếc vương miện này được lấy cảm hứng từ những cơn sóng mạnh mẽ nhưng không kém phần uyển chuyển. Đặc biệt là người chế tác ra chiếc vương miện này lại chính là người con sinh ra của vùng đất ở đây, mảnh đất Bình Thuận đầy nắng gió và sóng biển rì rào. Và ngay sau đây chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời hai đại diện thương hiệu Perfect Cold sẽ lên sân khấu. Sẽ được mời bà Hồ Thị Hồng Duyên, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Perfect Cold, và sẽ được mời bà Trịnh Vi, giám đốc sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn Perfect Cold cũng sẽ tiến lên sân khấu ạ. Và bây giờ xin mời Miss Hồng Duyên. Và đây được thấy là bạn đã mang đến đây đó chính là chiếc vương miện, là chiếc vương miện dành cho cuộc thi năm nay của Hoa hậu siêu tổ trên thế giới năm 2023. Và trước khi chúng ta cùng soi chiếc vương miện này với tất cả quý vị quan khách, thì bạn có thể chia sẻ một chút xíu về thông điệp của chiếc vương miện lần này mà bạn mang đến. Lời đầu tiên cho Duyên gửi lời chào đến toàn thể báo chí và toàn thể quý vị khán giả trong khán phòng ngày hôm nay. Duyên thì cũng rất là vui khi là một trong những nhà tài trợ được đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu siêu tổ quốc tế 2023. Theo như biết thì cái cuộc thi này không những nâng cao về sắc đẹp mà còn quan trọng về sức khỏe, về tinh thần, về thể hình. Thì cái chiếc vương miện này được lấy cảm hứng từ dòng điện và sóng tượng trưng cho sự khỏe mạnh, uyển chuyển và dẻo dai, cũng giống như là sức khỏe của mình cũng đi như nó. Và hơn nữa, như hồi nãy anh cũng có chia sẻ, thì như đây là cái cá nhân là một cơ duyên em có hợp tác với anh tổng giám đốc đây là anh Duy Quách, đã thiết kế được cái chiếc vương miện này, cũng chính là người con Bình Thuận thở kim hoàn của người con Bình Thuận chế tác ra cái chiếc vương miện ngày hôm nay. Em xin cảm ơn. Vậy thì không biết là chị Hồng Duy có thể chia sẻ giá trị của chiếc vương miện này để bạn bè quốc tế được không ạ? Là Duyên biết là rất là nhiều người quan tâm đến giá trị của chiếc vương miện này, thì Duyên cũng chia sẻ thật lòng là chiếc vương này chỉ giá là 70.000 đô. Yeah. Cái này được chế tác, tại vì sao mà chỉ giá 70.000 đô? Tại vì được chế tác từ 7 tảng đá sapphire màu xanh của biển, tượng trưng cho sự mạnh mẽ cùng với hợp tông màu của toàn bộ của cuộc thi ngày hôm nay luôn. Đó, và cân nặng của nó hơn nữa là cân nặng của chiếc vương miện này, 7 viên đá sapphire này là 560 carat. Nói về giá trị thì cũng là một phần thôi, nhưng mà thực sự nó cũng không quá lớn, nhưng đây là tâm huyết của Duyên và toàn thể ekip trong và công ty trang sức ở đất biển cô trong vòng 7 năm qua. Đây là sản phẩm đầu tay, cũng là sản phẩm tâm huyết trong vòng 5 tháng thở kim hoàn, và tất cả những đội ngũ thiết kế của Duyên cho ra sản xuất, cho ra cái sản phẩm xuất sắc này, cho nên cái này nó vô giá trị đối với đất biển cô. Xin cảm ơn thương hiệu Perfect Cold rất là nhiều. Và theo Hoàng Vĩnh được biết từ ban tổ chức thì thương hiệu của chúng ta Perfect Cold thì cũng đang trong quá trình sản xuất ra chiếc vương miện dành cho nam, đúng không ạ, nam vương. Vậy thì không biết rằng là chị Hồng Duyên có thể bật mí một xíu về chiếc vương miện này được hay không ạ? Anh lại hỏi em câu hỏi khó. Thật ra thì chiếc vương miện nam thì em cũng mới cho lên bản 2D thôi, cũng chưa có lên bản 3D, nhưng mà trong thời gian sắp tới thì em cũng chưa biết chính xác cái giá trị của nó là bao nhiêu, nhưng về nói về giá trị thì nó cũng ngang ngửa với chiếc vương miện nữ này. Nó cũng có tương đồng và đường nét uyển chuyển từ những cơn sóng và những cánh biển, nó cũng uyển chuyển đi như là cái chiếc vương miện nữ này luôn. Vâng, và đó chính là những bật mí đến từ đại diện của thương hiệu Perfect Cold. Và chắc chắn rằng là chúng ta sẽ chờ đón trong thời gian tới thương hiệu của chúng ta sẽ giới thiệu đến bạn bè quốc tế cũng như là quý vị đại diện của chúng ta của chiếc vương miện dành cho nam giới, đúng không ạ? Và ngay sau đây Hoàng Vĩnh xin phép được mời ông Quách Trọng Anh Duy và Hoa hậu Phai Thị Mơ sẽ lên sân khấu để chúng ta có thể bàn giao chiếc vương miện cũng như là tặng hoa đến nhà thực hiện.
chúng ta sẽ cùng chính thức ra mắt Hương Nguyệt Hoa hậu siêu mẫu trên thế giới năm 2023. Quý vị sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng đến chưa? 3, 2, 1, welcome! Duy sẽ gửi tặng một món hoa tươi thắm dành cho hai đại diện của thương hiệu Cho Biên Thầu ạ.